Rồi xin chào tất cả bạn ha, mình là Tuấn Lang Thang đây. Thì mới bứng về được lô bụp Đài Loan các bạn ơi. Đó, mới về bứng làm bầu cũng chưa xong hết luôn nè. Mới vừa về luôn, sẵn bữa nay không có gì quay. Rồi quay lên giao lưu của bạn ha. Bụp Đài Loan hàng sắp đế bạn ơi. Đó, cây đế VIP nha. Hoành 30. 30 mấy, có cây hoành 40 nha các bạn. Đó. Như cây này là hoành 30 được nè. Đó. Tại vì cũng mới về, quay lên cho bạn có giao lưu được giao lưu. Đó, mình khỏi cần xử lý làm đế. Lô thì 13 cây, anh em có bắt lô thì cứ liên hệ cho mình. Còn anh em nào mua cây lẻ thì nói chung anh em nào mua lẻ trước thì bán lẻ trước thôi. Cây cốt cành nè, lực cái chân này nè. Chỉ số 1 là coi như xong nè. Nè ha. Đó. Đây nè, cây này mặt tiền ở đây nè các bạn. Đó, bụp Đài Loan ha. À, lá nó hình trái tim nè. Thì đặc biệt á, bụp Đài Loan thì cũng giới thiệu bạn luôn ha. Cây mình chơi càng lên chậu thì nó càng rút lá lại nhỏ xíu xíu vậy nè bạn. Đó. Lá thì hiện tại nó đang bự vậy nè, mà mình lên chậu mình thần nó rút lá là gọn lắm. Cây sắp đế ha. Cây này nói chung là giật đế vô đây nè. Nếu mà cái form của mình á. Còn các bạn muốn chơi an toàn á thì mình cứ xử lý đi rồi mình nuôi. Rồi mình giật từ từ vô theo cách của anh em có chia sẻ đó, giật an toàn á. Chứ giật liều á, muốn giật sao cũng được ha các bạn. Đó, nhưng mà nói chung mấy cây này nó phê quá phê ha. Bụp Đài Loan thì nói chung có một số cũng có lâu rồi. Một số anh em thì tại vì chưa có tiếp xúc được thôi ha. Rồi anh em muốn tìm thêm thông tin của cây dâm bụp Đài Loan á, thì cứ tham khảo, xem tham khảo ở trên mở YouTube lên. Anh em bây giờ chơi bụp nhiều lắm. Nhưng mà nó chưa có đại trà thôi. Đó, tổng lô 13 cây, giá cũng khá mềm nha bạn. Trời ơi, khoảng 2 năm trước bụp Đài Loan này giá chát lắm bạn ơi. Đây nè, để sắp ha. Quá phê các bạn ơi. Đó. Cây này hoành à. Nếu mà đo cổ, cổ này chắc hoành có chừng 35 37 nè. Đây. Quá trời đã ha. Nói chung cây thì giá cũng không cao bạn ơi, giá khá mềm ha. Nói chung anh em giao lưu lô thì mềm lắm. Còn giá lẻ thì mình giao lưu mấy cây đẹp đẹp tầm triệu mấy cây. Mấy cây này thì vài trăm ngàn cây các bạn ơi. Nè. Đó, đế cũng có đế nè. Đó. Chẳng hạn như cây này thì triệu rưỡi nè. Cây này cũng triệu rưỡi nè. Đây, đó. Con này tầm 800. Cây này triệu rưỡi. Nè, cây bài chực lắc sẵn luôn nè, cốt 1 nè. Cành và ná luôn nè. Cốt 2. Chi phong. Rồi giờ còn chơi cái ngọn nè. Cây này chuẩn chỉnh luôn các bạn ơi. Quá đã. Ừ. Cây này to xác gì chứ rẻ. 1,2 triệu. Đây. Nói chung mình về được có mười mấy cây các bạn ơi. Bắt nguyên lô của nhà vườn. Có cây này nè. Đó. Cây này dữ thần lắm. Có cây này là mắc nhất trong bầy. 1,8 triệu. Nè, lá bụp Đài Loan nè. Nữa nó rút lại nó nhỏ hơn cái lá này nữa bạn ơi. Đó, đế sắp nha. Cây này. Đây nè. Hết biết đã luôn bạn ơi. Quá phê. Đó, còn mấy cây này vài trăm ngàn à. Nói chung tại vì lấy xô cho người ta. Này 800, này 800. 800. 1,8 triệu. 700. Cây này 1 triệu. Đế điệu. Đó, rồi thì nói chung sẵn về hàng mới thì quay lên cho các bạn xem tham khảo đồ chơi. Nếu bạn nào có hữu duyên thì cứ giao lưu thì mình bó bầu gì đi nè, cho nó khỏe cây ha. Đó, đây bạn coi bụp Đài Loan lại ha. Rồi bạn nào cây này khá hot ha, bạn nào có thích thì cứ liên hệ sớm cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha bạn. Sẵn bạn có xem kênh mình nhớ cho mình xin một cái lượt đăng ký kênh. Cái thứ nhất là để nhận những cái video mới nhất mỗi khi mình ra video mới đó. Và cái thứ hai để động viên cái tinh thần cho mình tiếp tục mình làm những cái video clip tiếp theo để mình lên giao lưu chia sẻ với tất cả các bạn ha. Rồi bữa nay thì mình chỉ có làm cái video clip ngắn vậy thôi. Rồi bạn nào có yêu thích thì cứ liên hệ nha các bạn.